Những dấu hiệu người đàn ông có vợ thích bạn. Các bạn thân mến, nhiều chị em đã không may khi mà yêu nhầm người đàn ông có vợ và mang tiếng mình là tiểu tam. Về bản chất thì chẳng ai mong muốn mình trở thành người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cả. Sau cùng, thứ mà chúng ta muốn vẫn là tìm được một người đàn ông để làm biến đỗ cho cuộc đời còn lại của mình. Nhưng một số người vì lún vào mối quan hệ quá sâu mà không thể thoát ra được. Vậy nên cách tốt nhất chính là tìm cách tránh khỏi những người đàn ông đã kết hôn từ sớm, không vướng mắc vào tình cảm của họ. Vậy thì làm thế nào để có thể thoát khỏi được lưới tình của những người đàn ông này đây? Hãy thật sáng suốt và giữ cái đầu lạnh trước khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người đàn ông đã có vợ. Vậy thì những dấu hiệu nào cho thấy một người đàn ông đã có vợ đang thích bạn? Hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ là những điều vô cùng hữu ích để giúp cho các chị em phụ nữ phòng thân khi yêu. Và ngay sau đây hãy cùng chúng tôi chia sẻ và điểm mặt nhanh những dấu hiệu này nhé. Dấu hiệu đầu tiên cho thấy một người đàn ông có vợ thích bạn, đó là anh ấy tìm cách bắt chuyện với bạn nhiều hơn. Đàn ông thì có sẵn bản tính thích săn thú. Chính vì vậy nên việc tiếp cận con mồi là việc làm yêu thích của họ. Đối với những người mà mình thích thì đàn ông sẽ chủ động tiếp cận một cách liên tục. Bởi vì có tiếp cận thì mới có thể tấn công được con mồi. Giống như một người thợ săn, anh ta sẽ nhẹ nhàng tiếp cận con mồi, không để cho con mồi phát hiện ra mục đích của mình và từ từ tìm cách để chiếm được tình cảm của con mồi. Điều này giúp cho họ gây sự chú ý đối với đối phương và khắc họa chân dung của mình một cách rõ nét hơn trong đầu người phụ nữ họ đang muốn nắm tới. Việc bắt chuyện nhiều hơn với người mà mình có tình cảm không hề ngoại lệ. Đàn ông đã có gia đình sẽ khéo léo và tế nhị hơn trong việc làm thân với người mà họ đang để ý. Thông qua đó, tình cảm sẽ được bồi đắp, cả hai sẽ có cơ hội kéo gần lại hơn mối quan hệ của mình. Ban đầu thì bạn sẽ khó mà có thể nhận ra được sự khác biệt này từ anh ta. Người đã có gia đình thường rất kín đáo và tinh tế, không giao tiếp, không tiếp cận một cách quá trực tiếp hay là sùng sã. Những cuộc tiếp cận vờn đuổi của họ có thể sẽ khiến cho bạn không hề có sự đề phòng. Vậy nhưng nếu như bạn có một sự so sánh rộng lớn hơn với những người xung quanh anh ta thì bạn sẽ dễ dàng phát hiện ra người đàn ông này đang có ý tiếp xúc gần hơn với mình. Điều này sẽ thật hoàn hảo để bạn có thể suy nghĩ đến một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Tuy nhiên bạn cũng cần phải tỉnh táo vì anh ấy đã là người đàn ông của một người phụ nữ khác rồi. Dấu hiệu thứ hai đó là anh ấy có những ánh nhìn đặc biệt dành cho bạn. Đây là một dấu hiệu có lẽ rất dễ nhận ra. Bạn thường có cảm giác ai đó lén quan sát mình, hay là bạn bắt gặp một người đàn ông nào đó nhìn mình không rời. Đôi mắt là bộ phận tuyệt vời của con người. Trong gương mặt thì chỉ có duy nhất một bộ phận linh động và giàu sự biểu hiện cảm xúc, đó chính là đôi mắt. Bạn có thể nhìn thấy tình cảm và suy tư của một ai đó thông qua đôi mắt của họ. Nhiều người thường nói muốn biết một người có yêu mình hay không, hãy nhìn thẳng vào mắt của họ. Người đàn ông thích bạn chắc chắn sẽ dành những ánh nhìn đặc biệt và trìu mến dành cho bạn. Một người đàn ông thì có thể tự tin nhìn một người phụ nữ mà mình đang cảm thấy thích. Thế nhưng người đàn ông đã có gia đình thì khác. Họ sẽ kín đáo hơn, tinh tế hơn. Họ che giấu cảm xúc thật của mình tốt hơn. Đôi lúc bạn khó lòng có thể hiểu được ánh nhìn của anh ấy dành cho bạn. Chỉ khi rằng bạn đã chắc chắn nhận biết được tình cảm của anh ta thì anh ta mới tự tin bộc lộ ánh mắt của mình. Chính vì vậy, cũng hãy tinh tế hơn để có thể nhận biết được dấu hiệu này nhé. Dấu hiệu thứ ba đó chính là anh ấy quan tâm đặc biệt đối với bạn. Quan tâm và ga lăng là bản năng của người đàn ông. Họ thường ga lăng với người phụ nữ mà họ muốn. Nhưng mà bản năng này càng bộc lộ mạnh mẽ hơn đối với những người mà họ thích. Bạn có cảm thấy người đàn ông này đối xử tốt với bạn hơn là với những người khác hay không? Anh ta biết quan tâm đến sở thích của bạn, thường xuyên tặng quà và ghi nhớ những ngày đặc biệt của bạn. Hãy cẩn thận đấy, vì đó có thể là dấu hiệu mà người đàn ông có vợ này đang thích bạn. Đàn ông có vợ chắc chắn là họ sẽ tinh tế hơn những người đàn ông mà còn độc thân. Ít nhiều họ cũng hiểu hơn về tâm lý các chị em phụ nữ. Chính vì vậy, họ không đơn giản và họ không dễ dàng dành sự quan tâm đặc biệt đối với bạn đâu. Hãy chú ý đặc điểm này nhé. Dấu hiệu thứ tư, đó là họ thường xuyên phàn nàn về cuộc sống hôn nhân của mình với bạn. Đàn ông đã có gia đình nhưng lại có tình cảm đặc biệt với một người phụ nữ khác thì hẳn là đang không hài lòng về cuộc sống hôn nhân của mình. Hay chính xác hơn là không hài lòng về người vợ mà anh ta đang có. Anh ta sẽ liên tục nhắc đến cuộc hôn nhân của mình khi nói chuyện với bạn. Tất nhiên là với những câu chuyện không có gì vui vẻ. Và đương nhiên đây đều là những lời phàn nàn, những lời chỉ trích và những lời thể hiện sự chán nản của anh ta về gia đình. Đặc biệt là người đàn ông này có thể bêu xấu về bạn đời của mình. Anh ta dễ dàng dành phần lớn thời gian để phân tích rằng anh ta và vợ không còn hạnh phúc nữa.
anh ta và vợ bao lâu rồi không nói chuyện với nhau. Đồng thời, tất nhiên anh ta cũng không quên tâng bốc được sự nổi trội của bạn so với người vợ của anh ta ở nhà. Thật tốt nếu như anh ta phàn nàn hôn nhân với người khác chỉ để xin ý kiến. Nhưng nếu đây là tín hiệu anh ta phát đi vì ý muốn cưa cầm bạn thì lại khác. Nhiều người đàn ông rất hiếm khi chia sẻ các vấn đề trong hôn nhân với bạn bè khác giới. Họ cũng không hay phàn nàn hay nói xấu người bạn đời của mình cho người khác nghe đâu. Nếu như anh ta cứ liên tục chỉ trích vợ mình thì có lẽ anh ta đang có một toan tính lớn hơn với bạn đấy. Dấu hiệu thứ 5 một người đàn ông có vợ thích bạn, đó là anh ta sẽ tìm mọi cách để có thể gần gũi bạn hơn. Người đàn ông sẽ luôn tìm cách tiếp cận và tạo mối quan hệ tốt đẹp nếu như thích bạn. Điều này là đương nhiên thôi, bởi vì cần phải làm cho bạn chú ý rồi dần dần bạn sẽ phát sinh tình cảm với anh ta. Anh ta có thể hẹn gặp bạn đi cà phê, đi ăn tối một cách thường xuyên hơn. Nếu như là người đồng nghiệp trong cùng công ty, anh ta sẽ thích tiếp cận bạn qua các công việc nhóm. Anh ta sẽ đề nghị cùng với bạn thực hiện chung một dự án hay là cùng đi công tác. Mọi hoàn cảnh đều sẽ giúp cho người đàn ông này gần gũi hơn với người mà anh ta đang thích. Ngoài các cuộc gặp mặt có tính chất gần gũi hơn, tình bạn hay là đồng nghiệp, thì đàn ông cũng có những phản ứng gần gũi bằng những hành động hình thể, vô tình chạm tay, thích ngồi gần hơn, thường hay mỉm cười với bạn hay là nhìn chăm chú bạn, đều là những cử chỉ tạo sự gần gũi. Những hành động gần gũi và thân mật càng táo bạo hơn khi tình cảm của người đàn ông này càng mãnh liệt hơn. Dấu hiệu thứ 6 cho thấy một người đàn ông có vợ thích bạn, đó là anh ta đang cố gắng gây ấn tượng với bạn nhiều hơn. Nam giới luôn muốn xây dựng một hình tượng lịch lãm, chỉn chu khi có tình cảm với một ai đó. Anh ta sẽ xuất hiện trước mặt bạn với bộ dạng bảnh bao cùng với cử chỉ lịch thiệp. Với người đàn ông có sự đầu tư hơn, anh ta sẽ cố gắng gây ấn tượng dựa trên sở thích của bạn. Họ chủ động tìm hiểu đời tư và sở thích của người phụ nữ. Từ đó mà đàn ông họ sẽ dùng chính những hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ này để hạ gục đối phương. Một người đàn ông muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người là điều tốt. Tuy nhiên nếu điều này chỉ để dành riêng cho bạn hay một người nào đó thì đây là một vấn đề lớn. Bạn nên cẩn thận và quan sát xem có phải anh ta đang có tình ý đặc biệt gì với mình hay không. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã điểm qua 6 dấu hiệu mà cho thấy một người đàn ông đã có vợ thích bạn. Xưa nay, việc hẹn hò với người đã có vợ là điều bị xã hội và pháp luật cấm đoán. Bạn sẽ là người trực tiếp gây ra nhiều hệ lụy xấu nếu như rơi vào bẫy tình của người đàn ông đã có vợ. Vì vậy, hãy chủ động giữ khoảng cách trong quan hệ với những người này. Bạn cần thể hiện rõ ràng mối quan hệ giữa hai người và quan điểm của cá nhân bạn ra sao để cho anh ấy được hiểu hơn nhé. Nếu như người đàn ông này công khai có tình cảm đặc biệt với bạn thì sao? Tốt nhất, bạn nên có những cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa hai người. Đồng thời bạn nên yêu cầu anh ta chấm dứt những hành động gần gũi hơn, hành động theo đuổi mình. Nếu như anh ta phớt lờ những lời nói của bạn thì hãy tìm đến những biện pháp cứng rắn hơn. Trên hết là bản thân bạn nên là người giữ vững quan điểm, không được để bản thân yếu lòng trước sự theo đuổi quyết liệt của người đàn ông này. Bởi vì người đàn ông đã có vợ, họ sẽ có rất nhiều cách và họ sẽ tinh tế hơn, chủ động hơn những người đàn ông khác đấy. Chị em phụ nữ phải cực kỳ tỉnh táo mới có thể thoát khỏi được sự theo đuổi của những người đàn ông này. Bạn có thể có những biện pháp cứng rắn hơn như là tránh tiếp xúc quá nhiều và quá gần, thể hiện rõ quan điểm và bày tỏ thái độ của mình, hay thẳng thắn yêu cầu người đàn ông này ngừng quấy rối cuộc sống của bạn. Nếu như bạn và anh ta đang là đồng nghiệp trong cùng một công ty thì hãy cố gắng chỉ tiếp xúc với anh ta khi tình huống bắt buộc, hãy hạn chế và không nên gặp mặt quá nhiều kể cả khi anh ta đề nghị. Điều này sẽ giúp tránh được những phát sinh tình cảm không nên có cả về phía bạn lẫn phía anh ta. Nếu như bạn không muốn bị rơi vào tình cảnh trở thành kẻ thứ ba một cách bất đắc dĩ thì tốt nhất là hãy thể hiện cho anh ta thấy rằng bạn chỉ coi anh ta là đồng nghiệp, chỉ có thế mà thôi. Và khi nói chuyện thì hãy dùng thái độ dứt khoát và kiên quyết. Đừng để anh ta có cơ hội và đừng để anh ta có hy vọng gì về mối quan hệ này. Nếu như nhận thấy tín hiệu này từ bạn thì chắc chắn anh ta sẽ chán nản và sớm từ bỏ ý định của mình. Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những dấu hiệu mà một người đàn ông có vợ thực sự đang thích một chị em phụ nữ khác ngoài người phụ nữ của mình. Ra thì đây cũng là một trong những điều mà dễ xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là khi chúng ta tiếp xúc với rất nhiều những người phụ nữ khác ngoài người vợ của mình ở nhà. Đây cũng là một nét tâm lý khó tránh ở các anh đàn ông khi gặp phải một người phụ nữ khác xinh đẹp hơn, tài năng hơn hay có một điểm gì đó thu hút mình ở bên ngoài xã hội, đúng không? Tôi biết rằng tình cảm thì là một điều rất khó nói và đôi khi chúng ta cũng không thể nào kiểm soát được hết những cảm xúc, những suy nghĩ của bản thân. Thế nhưng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều hiểu được rằng sau những sóng gió, những tình cảm
lung lay ở bên ngoài thì gia đình mới chính là nơi chúng ta quay trở về và chung thủy với người bạn đời là điều mà bất cứ ai bước vào cuộc hôn nhân cũng mong muốn. Và tôi hy vọng không có ai chúng ta phải đi tìm một người phụ nữ hay một người đàn ông nào khác ngoài người bạn đời của mình cả. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Các bạn có chia sẻ hay ý kiến gì muốn gửi đến chúng tôi hay không, đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.